nhà. Hôm nay Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà mình đi chợ Đại Hà. Chợ Đại Hà này mới mở, rất là lớn. Ở mấy tiểu bang khác có rồi, nhưng mà Tampa thì Florida nó mới mở đây thôi. Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà nha. Nó kêu là Latte Market, chợ Đại Hà, rất là lớn. Bây giờ mình đi vô trong đây. Đây chỗ đậu xe. Sợ luôn, nói chợ lớn quá trời luôn. Bưởi, trái cây. Da xanh này là 2.49 đồng, còn bưởi da vàng này là 1.99 đồng. Ngân lựa vài trái bưởi nha cả nhà. Đây lựa bưởi trước, rồi có thăng long, có đủ thú ở đó. Rồi lựa bưởi trước nha. Ồ, ổi đây, ổi này 4.99 đồng một pound, quá ngon luôn. Ổi hả, mua vài trái ổi ăn quá ngon luôn. Khoai lang tím ở đây có 2.99 đồng một bao nha cả nhà. Ngân mua khoai lang tím. Rồi ở bên này có dưa leo, bắp cải, đủ thứ rau cải luôn, cái gì cũng có hết luôn. Wow. Que với lại con mua trái mít này cả nhà, cái gì cũng có hết luôn. Trái mít này là 15 pound, là 1.29 đồng một bao, trái mít khoảng $20 luôn. Trái mít này rất là ngon này. Ngon sẽ mua nha. Get it. Good enough. Đây tất cả những rau cải. Cái gì cũng có hết cả nhà ơi. Cái này là để nấu nướng nè, đó. Xong rồi. Có lá chuối nữa nè, đang thấy chưa. Rồi bây giờ là mít. Mít thì là 1.29 đồng một bao, Kim Ngân mua một trái khoảng $20. Bây giờ mình qua bên tới hàng thịt nha cả nhà. Đây là kim chi, đây là hàng kim chi, tất cả những đồ kim chi ở đây. Ngon lắm cả nhà ơi. Đây là cải muối á. Đây là tất cả những món cải muối đây. Mình đang sẽ mua ở đây. Cá salmon là đầu cá này cả nhà, nấu canh chua. Cá cá, đây là tất cả những món cá. Bên này là cua. Cua là 7 đồng một pound. Cua còn sống nha cả nhà. Chạy vòng vòng. Wow, những cái loại cá luôn, cá mập, cá này cũng thứ luôn. Wow, cả nhà thấy không, quá trời cá luôn, muốn cái gì cũng có luôn ở cái chợ này. Cá này nó làm sẵn rồi. Bên này là ống, ống muốn mình mua đây. Đây là ốc nha cả nhà. Ốc. Có bao không? Có chứ, để mình lấy.
đi lại đây lấy mắt lấy đó lấy to lại đây. Scarlet là 16 đồng một pound, 17 đồng một pound. Kim Ngân lấy 1 pound rưỡi rồi cả nhà. Đó, ngày mai nướng. Ngày mai sinh nhật của Kim Ngân, thành ra mình mua thầy ở đây nướng. Ở trên bò nướng vỉ á. Rồi đủ số loại ốc luôn. Mực. Oh yeah, mình phải mua mực nữa. Mực ở đây, còn tôm nha cả nhà, mực và tôm. Cái này là tất cả những thịt bò nha cả nhà, thịt bò. Cái thịt này nó sale nè, 6 đồng mà nó sale còn 5 đồng, sale 1 đồng. Mấy cái thịt này mình để lên thịt bò nướng diễn mình nướng á, rất là ngon nha cả nhà. Marinated beef, ribeye roy. Kêu cái này con coi coi con cần có cái đồng mer này rip ai cái đó nướng được á hả? Do you want to eat or no? Rồi qua bên này là thịt heo nha cả nhà. Và thấy cái gì cũng muốn mua hết luôn, thấy gì cũng muốn mua hết nha cả nhà. Want seaweed? Fish? You want sweet? Dry sweet? Cái gì cũng có hết cả nhà ơi, chợ này lớn quá. Let's go. Có luôn, ở nhà muốn mua cái gì cũng có hết luôn. Cái gì cũng có hết cả nhà.
Cái này để nấu bún bò Huế nè cả nhà. Hôm nay nó sale 8.99 mà nó còn sale đồng 5.99 rồi. Bên đây là mì. Wow. Bên đây là đồ lạnh nè cả nhà. Oh my god, cái gì cũng có hả? Gì cũng có. Đây là cà rem nha cả nhà. Rồi, đây là cà rem. Cà rem đủ thứ loại luôn. Cái này là bánh. What any wonton? No. Fry, you put in freezer. Okay. Well, we don't dry far yeah. Here. Just get one. Any one flavor you want. Take one and put in freezer. Store it. Ask Triton. Jap chi. Dumpling. Huh? Thứ loại luôn cả nhà, mình khỏi phải nấu luôn. Oh yeah. Cả nhà ơi, cái xe này chắc cũng khoảng 300-400 đô đó. Xong rồi đem ra trả tiền cả nhà. Rồi, à, thấy cái gì cũng muốn mua hết luôn. Cái gì cũng muốn mua hết. Đá hết nha cả nhà. Đây là mực nè, cũng thành đá luôn. Cá cũng đá luôn, tất cả những đồ bên đây là đá, không có tươi. Có chỗ tươi, có chỗ đá nha cả nhà. Ồ, bắp ở đây. Wow, bắp ở đây là bao nhiêu? Một wow. Bắp ở đây là 5 đồng mấy một bọc luôn. Bắp Thái nè cả nhà. Bắp dẻo á. Bắp dẻo Kim Anh rất là thích nè. Okay. Một gói bắp cho cả nhà. Đó, giờ ra tính tiền đây.